Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 573. Diệp Thần lúc này cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn, hắn nhẹ khẽ cắn trong miệng vách tường thịt, để cho mình tỉnh táo lại. Tại tỉnh táo lại về sau, Diệp Thần ánh mắt chuyển động, cấp tốc suy nghĩ ra đối sách, lập tức tế ra vĩ đại kỳ quan đạo thiên kiếm, vô tận thần quang bộc phát, hắn lại cắn chót lưỡi, tinh huyết phun ra, vẩy vào trên thân kiếm. Bằng vào ta máu tươi, lại đúc phù văn, phá thiên chi ý, mở. Chỉ gặp phía trên đạo thiên kiếm, kia ngàn ngàn vạn vạn mông lung pháp tắc phù văn, có một đạo phù văn, tại lúc này trở lên rõ ràng. Đạo phù này văn, hàm ý là, phá thiên. Ong ong. Phá thiên phù văn đúc thành, lập tức cả thanh đạo thiên kiếm, đều tách ra hào quang sáng chói, còn có một cỗ vô cùng sắc bén bá khí uy thế, phảng phất có thể giết phá thương khung, ép bạo thế gian hết thảy gông cùng xiềng xích cùng phong tỏa. Khi nhìn đến phá thiên phù văn xuất thế về sau, toàn trường phải sợ hãi, độc trong vòng đạo huyền tổ sư, cũng là vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn xem, có thể cảm nhận được kia phá thiên phù văn phong duệ chi khí, hắn cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Diệp Thần đạo thiên kiếm, ban sơ ẩn chứa khác lập thiên đạo to lớn tư tưởng, trên thân kiếm ngàn ngàn vạn vạn cái phù văn, mỗi một cái đều đại biểu cho thế giới pháp tắc, không phải hiện tại thiên đạo thế giới pháp tắc, là một cái thế giới khác, Diệp Thần tư tưởng thế giới mới pháp tắc. Đương nhiên, cỗ này tư tưởng, chỉ là nghĩ viển vông, Diệp Thần cũng không có chân chính muốn đi qua thay thế thiên đạo, cho nên hắn đạo thiên kiếm phía trên pháp tắc phù văn, toàn bộ là mông lung cùng mơ hồ, cũng không có rõ ràng quy luật, bởi vì liền chính hắn, cũng không biết thế giới mới pháp tắc. Hắn chỉ định nghĩa một đầu quy tắc, cái kia chính là đạo quân cảnh, sẽ không thể nói chi cảnh, định nghĩa thành đạo quân. Đạo quân phù văn, là Diệp Thần phía trên đạo thiên kiếm, rèn đúc ra cái thứ nhất phù văn. Hiện tại, Diệp Thần lại đúc tạo ra được một đạo, đạo thứ hai phù văn, tên là Phá Thiên. Phá Thiên phù văn, ẩn chứa Diệp Thần đánh vỡ thế giới, nghiền nát tất cả gông cùng xiềng xích cùng quy tắc, ta mệnh do ngã đại khí phách. Rất tốt, trong lòng ta Phá Thiên chi ý, xem như rèn đúc ra đến rồi. Diệp Thần nhìn thấy kia Phá Thiên phù văn đúc thành, nội tâm cũng là mừng thầm, đạo phù này văn rèn đúc, hao phí đại lượng tinh huyết, hắn giờ phút này gương mặt có chút tái nhợt, tiêu hao rất lớn. Bất quá phá thiên phù văn có thể đúc thành, Diệp Thần nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Kiếm đi. Diệp Thần không nói hai lời, cong ngón búng ra, thả người đạp vào đạo thiên kiếm, ngự kiếm hướng phía trước bạo bay mà đi, lấy phong lôi chi thế, ép phát nổ thiên không đại lao lung phong tỏa, lập tức liền vọt tới độc vòng phạm vi bên trong, vọt tới đạo huyền tổ sư bên người. Luân hồi chi chủ, ngươi. Đạo huyền tổ sư hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần thế mà có thể đột phá hắn phong tỏa. Mọi người vây xem, nhìn thấy Diệp Thần cũng vọt tới độc trong vòng, đều là vô cùng kinh hãi, sợ hãi thán phục Diệp Thần cường đại thủ đoạn, thế mà lâm trận đột phá. Có được hai đạo phù văn đạo thiên kiếm, phong mang quá lăng lệ, tựa như có thể giết phá thế ở giữa hết thảy phong tỏa. Ha ha! Diệp Thần đuổi kịp đạo huyền tổ sư, cười nhẹ một tiếng, đang muốn nói gì, nhưng đột nhiên cảm thấy tà khí công tâm, giữa ngực bụng khí muộn khó chịu, phiền não nghĩ uể, cả người đầu một chút choáng váng. Lại từ đạo thiên kiếm phía trên rớt xuống, rắn rắn chắc chắc ném tới trên mặt đất. Thấy cảnh này, đạo huyền tổ sư đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, nói, luân hồi chi chủ, xem ra ngươi ngăn không được nơi này âm sát tà khí a. Độc trong vòng, âm sát tà khí dị thường mãnh liệt, liền xem như đạo huyền tổ sư, đều muốn 10 phần cảnh giác đề phòng, điều động thiên đế huyền công hộ thể, bước đi liên tục khó khăn tiến lên. Diệp Thần không chịu nổi tà khí trùng kích. Một chút ngã xuống đất, thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Nếu là đổi lại người bình thường, dám bước vào độc vòng phạm vi, trong nháy mắt kia liền bị ăn mòn, sa đọa thành tà ma quái vật, tựa như sáng đạo nhai thế giới bên trong rất nhiều linh thú, sa đọa thành hung thú. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng, lấy hắn thể xác tinh thần cường đại, hơn nữa còn có đạo thiên kiếm ở bên thủ hộ, theo lý mà nói, độc trong vòng âm sát tà khí, là sẽ không tổn thương đến hắn. Nhưng, trong cơ thể của hắn, lại lắng động lấy đại lượng vĩ thú tà khí năng lượng, bước vào độc vòng mấy lúc sau, bên ngoài tà khí xông lên, trong cơ thể hắn vĩ thú tà khí liền bộc phát, như thiên lôi câu địa hỏa, trong ngoài lẫn nhau trùng kích phía dưới, cho dù là hắn, trong lúc vội vã đều không chống chịu được. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong óc, tất cả đều là thập vĩ thần thú thân ảnh, vô biên xấu xa, dữ tợn, ô uế, ngang ngược, đủ loại mặt trái hắc ám,
tại trong đầu hắn bốc lên, nhường hắn 10 phần khó chịu. Ngươi có thể làm dùng lực lượng của ta, luân hồi chi chủ, đừng vùng vẫy, ngươi chú nhất định phải trở thành ta vật chứa. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần lại nghe thấy Thiên Không Thú Hoàng thanh âm này tựa như ma quỷ thầm thì, mang theo mãnh liệt dụ hoặc, muốn dẫn dụ hắn khuất phục. Chỉ cần hắn khuất phục, hắn liền có thể nhẹ nhõm hóa giải hết thảy tà khí trùng kích, thậm chí có thể đem cỗ này tà khí năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng, Diệp Thần rất tin tưởng, cỗ lực lượng này sử dụng, có giá cả to lớn, một khi hắn dùng, về sau rất khả năng liền muốn biến thành Thiên Không Thú Hoàng vật chứa. Diệp Thần tuyệt đối sẽ không nhìn xem một màn này phát sinh, hắn khẽ cắn môi, trong lòng quan tưởng luân hồi pháp, một cái luân hồi bàn ở trong lòng xuất hiện, không ngừng thôn vệ chung quanh âm sát tà khí, hắn kiệt lực duy trì nội tâm chấn định, chậm rãi nghĩ từ dưới đất dẫy dụa đứng lên, nhưng nếm thử mấy lần đều thất bại. Trong ngoài tà khí hỗn hợp trùng kích, thực sự quá mạnh liệt, mà lại phía sau còn có Thiên Không Thú Hoàng đang dở trò, liền xem như lấy Diệp Thần thực lực, hắn muốn hóa giải, chí ít cũng cần thời gian một nén nhang. Nếu như chờ một nén nhang mới có thể khôi phục, kia tranh tài đã sớm kết thúc, đạo huyền tổ sư cũng đã sớm đến điểm cuối. Diệp Thần từ không thể bó tay liền bại, hắn liều mạng muốn áp chế trong ngoài tà khí trùng kích, liều mạng muốn giãy giụa đứng lên, nhưng trong lúc nhất thời, lại vô luận như thế nào đều không bò dậy nổi. Đạo huyền tổ sư gặp Diệp Thần thân thể run rẩy trên mặt đất co rúm giãy giụa, không khỏi cười ha ha, nói, luân hồi chi chủ a luân hồi chi chủ, xem ra ngươi là thật phải thua. Cười to phía dưới, đạo huyền tổ sư tiếp tục cất bước hướng về phía trước rảo bước tiến lên, càng đến gần thú hoàng pho tượng, hắn càng cảm thấy tà khí trùng kích mãnh liệt, cả người toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn nhìn thấy Diệp Thần ngã xuống đất co giật bộ dáng, cũng chỉ sợ chính mình bị này vết xe đổ, suy nghĩ một phen về sau, cẩn thận lý do, hắn liền tế ra một cái bát ngọc, chính là kia thiên quang ngọc bát. Sắc trời hộ ta, chân linh bất diệt, đạo tâm vĩnh hằng. Đạo huyền tổ sư thấp giọng ngâm sướng, thiên đế linh khí quán chú đến thiên quang ngọc bát bên trong, từ kia ngọc bát bên trong phun ra cuồn cuộn bạch quang, từng sợi thuần ánh sáng trắng huy, quanh quẩn toàn thân hắn, hình thành một cỗ mênh mông rộng rãi cường đại thủ hộ. Tại cỗ này sắc trời thủ hộ dưới, đạo huyền tổ sư lập tức liền cảm thấy mình vạn tà bất xâm, bước chân cũng biến thành dễ dàng rất nhiều, tại độc trong vòng cấp tốc tiến lên, chỉ kém mấy bước liền muốn đến điểm cuối. Đạo huyền tổ sư tâm tình là đã vui sướng lại thương yêu, vui chính là hắn rốt cuộc sắp thắng, đau lòng là tiêu hao thiên quang ngọc bát năng lượng, cũng tổn thất không nhỏ. Cái này thiên quang ngọc bát, năng lượng là có nhất định, tiêu hao một phần, liền thiếu một phân, mà lại không thể khôi phục. Đây là thiên tổ năm đó ban thưởng cho bảo vật của hắn, nếu như vận dụng thỏa đáng, sắc trời ngút trời, hóa kiếm khai thiên môn, thậm chí có cơ hội đột phá thế giới bích chướng, phi thăng bến bờ vũ trụ. Nhiều năm trước tới nay, đạo huyền tổ sư một mực xá không được sử dụng, liền cả trước đây kém chút bị Huyền Vũ đế quân giết chết, hắn cũng không có cam lòng dùng, nhưng giờ phút này đối mặt Diệp Thần, hắn thực sự quá sợ hãi Diệp Thần thực lực, cho nên không dám có chút chủ quan, trực tiếp liền điều động thiên quang ngọc bát. Luân hồi chi chủ phải thua. Hỏng bét, nếu là hắn vũ trụ mệnh cách, bị đạo huyền tổ sư chiếm đi, thì còn đến đâu? Đạo huyền tổ sư đạt được vũ trụ mệnh cách, sợ là muốn trực tiếp chứng đạo siêu trời ạ. Ta Bắc Minh còn có mệnh tại. Bắc Minh kiếm vũ điện cùng tinh không đảo cao tầng các cường giả, mắt thấy Diệp Thần ngã xuống đất, mà đạo huyền tổ sư lập tức liền muốn đến điểm cuối, người người sợ hãi lo lắng, lại là lo lắng, càng có người rút ra binh khí, chuẩn bị liều mạng. Đừng sức động. Khương Khiếu Vân đưa tay đè xuống đám người táo bạo, sắc mặt nàng cũng rất khó coi, nhưng đấu văn ước định trước đây, nếu như Diệp Thần thất bại, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không thể ruồng bỏ tin nặc. Đến mức chờ Diệp Thần bại, vũ trụ mệnh cách bị đạo huyền tổ sư lột đi, đến tiếp sau như thế nào, chỉ có trời mới biết, dù sao Khương Khiếu Vân sẽ không ruồng bỏ tin nặc, nàng tin tưởng Diệp Thần cũng sẽ không, có chơi có chịu. Đừng lo lắng, Diệp Thần sẽ không thua. Một bên Tinh Diên bóp bóp nắm tay, kiên quyết nói. Khương Khiếu Vân khẽ giật mình, có chút mong đợi hỏi, hắn còn có nghịch chuyển chi pháp. Ta không biết, Tinh Diên lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn là kiên định. Nàng đối Diệp Thần tràn ngập lòng tin. Nam Minh bên này, Sáng Đạo Cung cùng Thiên Hằng giáo phái các cường giả, đã là Dương Cung Bạt Kiếm, vô cùng cảnh giác nhìn xem Bắc Minh đám người, chỉ cần Khương Khiếu Vân bọn người trở mặt, không chịu tiếp nhận Diệp Thần lạc bại kết quả, kia một trận đại chiến, không thể tránh né. Nhưng tại Sáng Đạo Cung địa giới bên trên, Nam Minh bên này các cường giả,
hiển nhiên là chiếm hết ưu thế, cho nên cùng không e ngại. Mà giờ khắc này Diệp Thần, vẫn là ngã trên mặt đất, từ đầu đến cuối không đứng dậy được. Mộ chủ, đứng dậy a, ngươi phải thua. Luân hồi trong mộ địa, cửu thương cổ hoàng khẩn trương, không nghĩ tới Diệp Thần chịu tà khí ăn mòn, lại là hung mãnh như vậy, chủ yếu là trong ngoài trùng kích, quá mạnh liệt, Diệp Thần trong lúc vội vã không cách nào đối kháng, bỗng chốc bị đánh bại. Diệp Thần khẽ cắn môi, hắn nghĩ bỏ dậy lời nói, ít nhất phải cho hắn thời gian một nén nhang chậm hơi thở, kia đến lúc đó cái gì đã trễ rồi. Chín cánh kim liên, thanh liên đạo tổ hộ ta. Khẩn cấp quan đầu, Diệp Thần như phúc trí tâm linh, trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra một cái phá cục chi pháp, lập tức liền lấy ra chín cánh kim liên, kia là thanh liên đạo tổ lưu lại thần vật. Chín cánh kim liên, phía trên có chín mảnh cánh sen, mỗi phiến cánh sen lại ẩn chứa cửu môn đại thần thông. Tổng cộng có 9981 loại thần thông, đều là thanh liên đạo tổ bí truyền, Diệp Thần đã phục dụng 4 cánh. Giờ phút này, ở bên trong ngoại tà khí giao thế trùng kích khốn khó bên trong, Diệp Thần xuất ra 9 cánh kim liên, đem một mảnh cánh sen bẻ, nhét vào miệng bên trong. Đây là thứ 5 cánh. Oanh! Thứ 5 cánh kim liên, tại Diệp Thần trong miệng hòa tan, hóa thành một đoàn kim sắc linh dịch, chảy vào trong cơ thể hắn, một cỗ bàng bạc dư thừa linh khí, lập tức liền tan ra. Theo kim liên linh khí tan ra, Diệp Thần trong cơ thể tà khí, lập tức bị đại lượng áp chế xuống, bên ngoài đánh thẳng tới âm sát tà khí, cũng bị một cỗ kim quang ngăn cách rơi. Thanh liên đạo tổ chín cánh kim liên, lại đối thú hoàng pho tượng tà khí, tồn tại đặc thù nào đó khắc chế hiệu quả. Diệp Thần tâm thần chấn động, chợt liền bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm, đúng rồi, thanh liên đạo tổ, là nhân tổ Nam Hoa lão quân người đại diện. Năm đó, hắn cùng thiên không thú hoàng sáng tạo thú tộc. Từng có đủ loại chém giết tranh đấu, thậm chí từng cùng thập vĩ tranh phong. Hắn chín cánh kim liên, có thể áp chế thiên không thú hoàng pho tượng tà khí, cũng không phải cái gì quá ly kỳ sự tình. Mượn nhờ thứ 5 cánh kim liên linh khí, Diệp Thần rốt cuộc đem tất cả tà khí áp chế xuống, cả người nhất thời thần thanh khí sảng, trạng thái tinh thần hoàn toàn khôi phục lại. Cánh sen mang tới to lớn linh khí tẩm bổ, thậm chí nhường hắn vừa mới phun máu rèn đúc phá thiên phù văn tiêu hao, cũng là bù đắp lại. Quá khứ sở học đủ loại thanh liên đạo pháp, tại thời khắc này cũng có to lớn đột phá. Thanh liên chống trời pháp, lên. Diệp Thần một chút đứng dậy, bấm niệm pháp quyết khẽ động, thi triển ra thanh liên chống trời pháp, lập tức một gốc to lớn thanh liên, từ dưới chân hắn phá đất mà lên, trở thân thể của hắn, một đường cất cao lên tới trên bầu trời. To lớn nguy nga lại thẳng tắp thanh liên, cơ hồ muốn đem thương khung đều nứt vỡ, tung xuống xanh thẳm quang huy, toát lên toàn bộ sáng đạo nhai. Tất cả mọi người nhìn xem cái này một gốc đột ngột dâng lên, thậm chí sắp nứt vỡ thương thiên thanh liên, đều là trợn mắt hốc mồm, rung động e rằng lấy phục thêm. Thanh liên linh khí huy sái mà xuống, làm cho độc trong vòng tà khí, cũng là cấp tốc bị áp chế xuống dưới, không khí đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Đây là, nhân tổ người đại diện, thanh liên đạo tổ bí pháp. Đạo huyền tổ sư quay đầu nhìn thấy kia một gốc chống trời thanh liên, lập tức sợ ngây người. Toàn thân không cầm được một trận run rẩy, mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhìn một chút phía trước mình, khoảng cách thú hoàng pho tượng chỉ còn lại cuối cùng 5 bước, hắn cắn răng, vội vàng bước nhanh hướng phía trước đạp đi, phải thừa dịp lấy Diệp Thần phản kích trước đó, trước chạm đến pho tượng, kết thúc tranh tài. Thanh liên lên cao không ngừng, Diệp Thần thân thể cũng đang không ngừng lên cao, hắn toàn thân đều bị ánh sáng xanh vần quanh, tinh thần tựa như lâm vào bên trong giấc mộng, trở nên hốt hoảng, một trận mê ly. Hắn trong đầu, phảng phất lại thấy được một đạo già nua thân ảnh gầy gò. Kia là một cái chống quải trượng, tuổi già sức yếu lão giả, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, trong ánh mắt mang theo hiền lành thần sắc hòa ái. Tại nhìn thấy lão giả này về sau, Diệp Thần toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy chung quanh thời gian, phảng phất lập tức dừng lại. Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại hắn cùng lão giả kia, phía sau hai người bối cảnh, là vô biên vô tận hỗn độn. Diệp Thần tinh thần hoảng hốt một chút. Lại tỉnh táo lại, mở mắt nhìn quanh, lại phát hiện chính mình thế mà tiến vào một cái như mộng ảo hỗn độn thế giới, trước mắt lão giả kia đang chống quải trượng, từng bước một hướng hắn đi tới. Luân hồi chi chủ, người tốt, lần đầu gặp gỡ, lão phu Nam Hoa lão quân, hạnh ngộ. Lão giả híp mắt cười một tiếng, có chút khách khí hướng về Diệp Thần hành lễ. Nam Hoa lão quân, ngươi là nhân tổ. Diệp Thần rất là chấn động, không nghĩ tới chính mình ăn thứ 5 cánh kim liên về sau. Thế mà lại nhìn thấy Nam Hoa lão quân. Đúng vậy, thanh liên đạo tổ là ta người đại diện, ân, luận bối phận,
ngươi hẳn là có thể tính là đồ tôn của ta, ha ha. Bất quá, ngươi là thiên tổ nhìn chúng ngươi, ta cũng không dám đem ngươi trở thành cái gì đồ tôn. Nam Hoa lão quân mỉm cười mở miệng nói ra, trong ánh mắt đối Diệp Thần cũng là tràn ngập tán thưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần nói, tiền bối triệu kiến ta, không biết cần làm chuyện gì. Ta đang cùng đạo huyền tổ sư giao đấu, không thể kéo dài, còn xin tiền bối thả ta rời đi. Nam Hoa lão quân nói, thong thả, nơi này thời gian là đứng im, ta sẽ không chậm trễ ngươi, yên tâm đi. Diệp Thần cảm thấy hơi định, ừ một tiếng. Nam Hoa lão quân cười nói, mà lại, không phải ta triệu kiến ngươi, là ngươi ăn kia cánh kim liên, trong cõi u minh cùng ta tinh thần, thành lập câu thông. Ta cũng là không nghĩ tới, thế mà có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là không thắng niềm vui. Đã gặp nhau, cũng là hữu duyên, ta ban thưởng ngươi một đạo phù chiếu, ngươi hảo hảo cầm, tại thời điểm nguy hiểm, thôi động đạo phù này chiếu, có thể triệu hoán một vị nữ chiến thần giáng lâm giúp ngươi. Nói, Nam Hoa lão quân lấy ra một đạo phù chiếu, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp nhận phù chiếu, chỉ gặp phù chiếu bên trên dùng ngắn gọn đường cong, phác họa ra một cái nữ tướng bộ dáng, dáng người khỏe đẹp cân đối, tư thế hiên ngang. Đây là, Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, mơ hồ cảm thấy đạo phù này chiếu, phía sau ẩn chứa lực lượng cường đại. Là triệu hoán phù chiếu, có thể triệu hoán một cái gọi Lâm Thanh Sương nữ chiến thần, từ anh linh trên điện xuống tới giúp ngươi. Ta cũng không có gì tốt lễ vật cho ngươi, đây coi như là lễ gặp mặt đi. Nam Hoa lão quân nói. Diệp Thần hỏi, anh linh điện. Nam Hoa lão quân nói, là ta kiến tạo thần điện, năm đó tất cả trụ thần bên trong, chỉ có ta dám xuất thủ trước tạo ra con người. Tạo ra con người là phi thường nguy hiểm, bởi vì người cùng dã thú khác biệt, người là có tư tưởng. Người vĩ đại nhất, liền là tư tưởng, cho dù là hèn mọn nhất phàm nhân, tư tưởng của hắn cũng giống như trụ thần vĩ đại. Trong lòng người tham giận si, oán tăng hội, cầu không được, đủ loại oán niệm thống khổ, còn có người lòng trắc ẩn, thiện lương nhân ái các loại, phàm nhân có, trụ thần cũng có. Tỷ như ngươi cùng ta, coi như thực lực tu vi có khoảng cách, nhưng tư tưởng là bình đẳng, ngươi có thể nghe hiểu sao? Diệp Thần nói, ta minh bạch. Nam Hoa lão quân thở dài một tiếng, nói, chính là bởi vì người có tư tưởng, cho nên tạo ra con người là phi thường nguy hiểm. Người được sáng tạo ra về sau, hắn liền sẽ suy nghĩ. Người tại khi yếu ớt, hắn sẽ suy nghĩ, tại sao mình lại sợ sấm đánh thiểm điện, vì sao lại sợ hãi hắc ám, vì sao lại sợ hãi thiên tai. Khi hắn ngắm nhìn bầu trời thời điểm, hắn sẽ tưởng, chính mình có thể hay không đến bầu trời, làm sao đi, có thể hay không lấy xuống trên trời ngôi sao, làm sao hái. Tinh không bờ bên kia là cái gì, tinh không bên ngoài lại là cái gì? Suy nghĩ sinh ra hoang mang lại sinh ra động lực sẽ thúc đẩy người không ngừng mạnh lên. Người mạnh lên có hai cái biện pháp, một loại là dựa vào công cụ, từ thời kỳ đồ đá búa đá thạch mâu, lại đến vũ khí lạnh thời đại đao kiếm cung tiễn, cuối cùng đến đủ loại súng pháo cự hạm, công cụ phát triển đến cực hạn liền là khoa học kỹ thuật, nhưng khoa học kỹ thuật là có hạn mức cao nhất, không có khả năng siêu việt thế giới pháp tắc. Muốn đánh vỡ thế giới pháp tắc, muốn trở nên chân chính cường đại, chỉ có thể dựa vào tu luyện, đây là loại thứ hai biện pháp, cũng là chân chính huyền môn đại đạo. Dựa vào tu luyện không ngừng tăng lên tự thân, không cần dựa vào công cụ, nhân thể tự thân liền là vũ khí mạnh mẽ nhất. Thân thể con người, ẩn chứa thế gian hoàn mỹ nhất trật tự, cũng có được vô tận tiềm năng, tu luyện liền là không ngừng đào móc tiềm năng quá trình, đối với chúng ta trụ thần tới nói, phàm nhân không ngừng tu luyện. Nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nói, là sợ người sẽ uy hiếp được thần địa vị sao. Nam Hoa lão quân mỉm cười, ý cười lại có chút đắng chát chát cùng bất đắc dĩ ý vị, nói, đúng vậy, người không ngừng tu luyện, không ngừng thăm dò cực hạn, một ngày nào đó, bọn hắn có thể nhìn thấy thiên đạo tồn tại, có thể nhìn thấy thiên đạo bên ngoài còn có thế giới, bọn hắn luôn có thể nhìn thấy chúng ta 72 trụ thần thân ảnh. Chúng ta những này trụ thần, giữa lẫn nhau tranh đấu đã đầy đủ hỗn loạn, nếu là lại có phàm nhân biến thành trụ thần, kia cục diện chỉ sợ càng thêm hỗn loạn, thậm chí có thể sẽ hướng đi mất khống chế. Cho nên, tạo ra con người nguy hiểm ngay ở chỗ này, người được sáng tạo ra về sau, hắn tương lai có khả năng sẽ đi thí thần. Mà lại, người nếu như tu luyện biến thành trụ thần, bọn hắn sẽ không bị phần thiên đại kiếp thống khổ cùng chế ước, có trời mới biết bọn hắn sẽ làm ra hoa dạng gì. Sợ là ngay cả thiên ngoại thế giới, đều muốn bị bọn hắn phá hủy đi.
cái khác trụ thần, cũng không dám tùy tiện tạo ra con người, liền là sợ hãi gánh chịu sai lầm, sợ hãi sáng tạo ra một cái đủ để thí thần phàm nhân. Ta là trước hết nhất mạo hiểm tạo ra con người, nhưng ta phi thường cẩn thận, ta sáng tạo ra người, các ngươi vô thời không xưng là cổ thần, bọn hắn một sinh ra liền có được đạp nát tinh hà vĩ lực, ta giao phó bọn hắn lực lượng cường đại, nhưng cho bọn hắn tăng thêm đủ loại gông xiềng. Bọn hắn rất cường đại, nhưng hoàn toàn không đủ để cường đại đến hủy diệt thế giới tình trạng, càng không đủ lấy thí thần. Mục đích của ta là muốn cho thế giới giao phó ý nghĩa, đạt được thái sơ tán thành, cuối cùng biến thành ánh sáng. Không có người thế giới, là không có ý nghĩa, là không hoàn mỹ, nhất định phải có người tồn tại, phải có người thế giới, mới thật sự là hoàn mỹ thế giới, mới tính có thể hoàn thành thái sơ sáng thế nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành sáng thế nhiệm vụ, đạt được thái sơ tán thành, liền có thể biến thành ánh sáng. Nói xong lời cuối cùng, Nam Hoa lão quân ngữ khí, cũng là trở nên sục sôi. Đối trụ thần tới nói, biến thành quang, liền là trung cực tâm nguyện. Là thoát khỏi phần thiên đại kiếp thống khổ vĩ đại siêu thoát. Diệp thần nhìn xem Nam Hoa lão quân kích động bộ dáng, nhíu nhíu mày, cân nhắc ngôn từ, sợ là mạo phạm dùng cẩn thận ngữ khí hỏi, tiền bối, ngươi. Còn không có biến thành quang a. Nghe Diệp thần tra hỏi, Nam Hoa lão quân thần sắc lập tức trở nên cô đơn xuống tới, cười khổ nói, không có, ta đánh giá thấp lòng người, cũng đánh giá thấp thiên đạo. Diệp thần nói, lòng người, thiên đạo. Nam Hoa lão quân nói, ta biết lòng người có đủ loại tham lam, cừu hận cùng tội ác, cho nên tại tạo ra con người thời điểm, ta lại tư tưởng ra một loại vĩ đại kỳ quan, gọi sáng sinh chi trụ. Cái này sáng sinh chi trụ hoa lệ sáng chói, ẩn chứa đủ loại chân thiện mỹ lý niệm, ta lấy sáng sinh chi trụ vì hải đăng, trấn thủ lòng người, hy vọng con dân của ta, có thể hòa thuận chung sống, không muốn chém giết. Nhưng, ta sáng sinh chi trụ, cuối cùng chỉ là huyễn tưởng, cũng không phải là chân thực tồn tại. Tại thiên đạo khối Rubik áp chế dưới, cũng không có phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Mà lại, lòng người hung ác, cũng xa so với ta tưởng tượng bên trong cường đại, tài nguyên tu luyện không đủ, dẫn đến mỗi người đều liều mạng đi tranh đấu, đi cướp đoạt tư nguyên của người khác, không ngừng chém giết. Ta sáng sinh chi trụ hải đăng, cơ bản tại người xuất sinh không bao lâu về sau, liền triệt để hỏng mất, tất cả mọi người lâm vào vô tận giết chóc cùng trong tranh đấu, cường giả vi tôn, kẻ yếu ăn bụi. Khắp nơi trên đất khói lửa bạch cốt, máu tươi đầy đồng, thế giới như vậy, quá mức ác liệt, căn bản không có khả năng đạt được thái sơ tán thành. Ta không biết là thái sơ muốn trừng phạt ta, vẫn cảm thấy ta sáng tạo nhân đạo thế giới quá mức ác liệt huyết tinh, tại một ngày nào đó, thái sơ hạ xuống ánh sáng. Diệp thần, một tiếng, có chút kinh dị, nói, quá vừa xuất hiện tay. Nam Hoa lão quân gật đầu nói, xem như thế đi, thái sơ phụ trợ sáng thế. Nó hạ xuống quang, rất nhiều viễn cổ tiên dân, từ quang mang bên trong sinh ra, bọn hắn nhỏ yếu mà bình thường, nhưng thân thể ẩn chứa trật tự, lại so ta sáng tạo cổ thần còn hoàn mỹ hơn. Những này người tầm thường không ngừng tu luyện, rốt cuộc bọn hắn cũng biến thành như cổ thần cường đại, cho nên nói, chân chính nhân tổ kỳ thật không phải ta, mà là thái sơ. Vô thời không, chư thiên vạn giới, triệu tỷ tỷ triệu nhân khẩu, chỉ có một phần nhỏ thuần huyết cổ thần, là hậu duệ của ta. Cái khác phần lớn người, tổ tiên cũng không phải là ta, mà là thái sơ. Diệp thần hoảng hốt xuất thần, nói, vậy ta xem như thái sơ con dân sao? Nam Hoa lão quân nói, đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người, đều là thái sơ con dân, năm đó ta sáng tạo thuần huyết cổ thần, đại bộ phận đều đã trong chiến tranh chết đi, ta kiến tạo một tòa anh linh điện, thu nạp linh hồn của bọn hắn dù sao đều là con của ta. Ta không đành lòng nhìn xem bọn hắn triệt để tiêu vong. Chỉ là ta không nghĩ tới, lòng người vẫn là quá mức ác liệt, anh linh điện bên trong, có chút cổ thần biết ta tồn tại, bọn hắn liền có thí thần ý niệm, bọn hắn muốn đem ta giết chết, chia ăn ta quyền hành, sau đó bọn hắn liền có khả năng biến thành trụ thần, tiến về thiên ngoại thế giới, thu hoạch càng lớn lực lượng. Diệp thần một trận chấn động, nói, bọn hắn sao có thể dạng này? Nam Hoa lão quân thở dài, lòng người khó lường ta tại tạo ra con người sau khi thất bại. Cái khác trụ thần đều rất oán hận ta nhận lấy vô số công kích, tại một lần nào đó chiến đấu về sau, ta bị trọng thương, liền có 10 cái cổ thần phát động phản loạn, dự định thừa dịp ta suy yếu, đem ta giết chết. Diệp thần nói, tiền bối, ngươi không phải tạo ra con người thành công không? Nam Hoa lão quân nói, không có, ta sáng tạo ra nhân đạo thế giới, tràn ngập giết chóc huyết tinh, làm sao dám nói thành công? Liền thái sơ đều nhìn không được,
thậm chí muốn đích thân xuất thủ hạ xuống quang, tự mình ra tay tạo ra con người. Quá vừa xuất hiện tay tạo ra con người, kia tạo ra con người đại công đức liền không có, cái khác trụ thần đối với ta tự nhiên rất là oán hận, đó cũng là ta gieo gió gặt bão, không có bản sự còn dám ra mặt tạo ra con người, không thể trách người khác, ai. Diệp thần không biết nói cái gì cho phải, nói, tiền bối, vậy cũng không phải lỗi của ngươi. Nam Hoa lão quân lại thở dài một hơi, tiếp tục nói ra, năm đó ta hao phí giá cả to lớn, mới thở bình thường trận kia phản loạn, đem tạo phản cổ thần toàn bộ xử tử, cùng cho anh linh điện bên trong còn lại cổ thần, toàn bộ đánh lên linh hồn lạc ấn, bảo đảm bọn hắn sẽ không lại phản bội. Bất quá, vẫn là có một cái tạo phản người, may mắn chạy ra ngoài, hắn bây giờ danh tự, người hẳn là nghe qua. Diệp thần nói, ai? Nam Hoa lão quân nói, rắn thiên đế. Diệp thần ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đang nghĩ đến muốn về sau, mới đột nhiên chấn động, nói, rắn thiên đế, cổ tinh môn ngũ đại thiên đế bên trong rắn thiên đế. Nam Hoa lão quân nói, đúng vậy, người này là thuần huyết cổ thần, là con dân của ta, năm đó tất cả phản đồ, lấy hắn cầm đầu, tâm hắn nghĩ ngoan độc như rắn, phi thường hung tàn, đỉnh phong thời điểm thực lực phi thường cường đại, năm đó ta trọng phạt hắn, nhưng còn không có giết hắn, hắn liền chạy rơi mất. Người về sau nếu là đụng phải hắn, cần phải cẩn thận. Diệp thần âm thầm lưu tâm, nói, đúng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cổ tinh môn ngũ đại thiên đế bên trong, múa thiên đế sớm đã vẫn lạc, ban thiên đế cùng kính thiên đế đều bị Diệp thần giết chết, còn thừa lại xương thiên đế cùng rắn thiên đế. Diệp thần cùng rắn thiên đế gặp nhau không nhiều, chỉ gặp qua một hai mặt, vạn vạn không nghĩ tới rắn thiên đế thân phận, cư nhiên như thế kinh dị, lại là ban sơ đản sinh thuần huyết cổ thần. Là Nam Hoa lão quân tự tay sáng tạo ra viễn cổ tiên dân. Nam Hoa lão quân nói, ai, năm đó trấn áp phản loạn về sau, ta sức sống đại thương, đã hoàn toàn không dám ló đầu, chỉ có thể co quắp tại anh linh điện chỗ sâu kéo dài hơi tàn, nhưng thân thể ta chịu thương tích, thực sự quá mức nghiêm trọng, đã không thể khôi phục, chỉ có thể từng ngày vỡ vụn. Ta biết, cuối cùng cũng có một ngày, thân thể ta sẽ triệt để vỡ vụn vẫn diệt, đến lúc đó, linh hồn của ta mất đi ký thác. Liền sẽ bị hút vào hủy diệt chi hải, tiếp nhận vô biên tra tấn cùng dày vò. Cho nên, từ viễn cổ thời đại bắt đầu, ta ngay tại bố cục kinh doanh, mỗi ngày dùng đao nhỏ cắt chém thân thể của mình, đem một chút xíu huyết nhục, một chút xíu xương cốt mảnh vỡ, chậm rãi bổ sung đến ta vĩ đại kỳ quan, kia sáng sinh chi trụ bản vẽ bên trong. Cùng tùy ý nhục thân sụp đổ vẫn diệt, chẳng bằng bổ sung đến vĩ đại kỳ quan bên trong đi, cũng tốt hơn lãng phí. Diệp thần nội tâm có chút chấn động, không nghĩ tới Nam Hoa lão quân thế mà ác như vậy, cắt chém huyết nhục của mình, sung làm chế tạo vĩ đại kỳ quan vật liệu. Nam Hoa lão quân nói tiếp, loại này cắt chém, tự nhiên là hết sức thống khổ, nhưng so với trụ thần trời sinh phần thiên đại kiếp thống khổ, đó cũng là không đáng giá nhắc tới, cho nên ta có thể tiếp nhận. Tại trải qua vô tận kỷ nguyên dài rằng giặc cắt chém về sau, thân thể của ta rốt cuộc nhanh cắt chém xong, chỉ còn lại một viên cuối cùng trong mắt. Còn phiêu phù ở anh linh điện chỗ sâu. Linh hồn của ta gắt gao bám vào viên này trong mắt phía trên, tránh cho bị hút vào hủy diệt chi hải, ta khi đó phi thường sợ hãi thương tâm, bởi vì hủy diệt chi hải lực hút, mỗi giờ mỗi khắc đều tại nắm kéo ta, ta biết không bao lâu, linh hồn của ta liền muốn rơi xuống. Linh hồn của ta, muốn từ hủy diệt chi hải bò ra tới lời nói, chỉ có một cái biện pháp, chính là tái tạo thiên đạo, dùng ta sáng sinh chi trụ, đi lật đổ hiện hữu thiên đạo ma phương. Mới thiên đạo thành lập về sau, trật tự cũng sẽ dần dần trở nên hoàn mỹ, trong nhân thế hắc ám đều có thể bị dọn sạch, đến lúc đó hoàn mỹ thế giới thành lập, không chỉ là linh hồn của ta có thể thoát ly khổ hải, ta thậm chí còn có cơ hội biến thành ánh sáng. Nói xong lời cuối cùng, Nam Hoa lão quân ngữ khí lại kích động. Diệp thần cảm thấy một trận ý lạnh, nghĩ thầm, xem ra Nam Hoa lão quân, nhớ mãi không quên, đến bây giờ còn muốn trở thành quang, nhưng biến thành quang, nơi nào có dễ dàng như vậy. Thậm chí, liền cả dọn sạch thế giới hắc ám, thành lập một cái hoàn mỹ thế giới, chỉ sợ cũng là 10 phần gian nan. Nam Hoa lão quân sáng sinh chi trụ, coi như thật thay thế thiên đạo ma phương, nhưng có thể hay không sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới, Diệp thần vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Hết thảy, đều là lòng người. Chỉ cần lòng người còn có dục vọng, tranh đấu cùng giết chóc, liền không thể tránh cho. Đương nhiên, nội tâm ý nghĩ, Diệp thần cũng không có nói ra đến. Sợ đả kích đến Nam Hoa lão quân. Nam Hoa lão quân nhìn chăm chú Diệp thần, ánh mắt có chút nóng rực, nói, luân hồi chi chủ,
kỳ thật ta ban sơ, là muốn đem ta kỳ quan bản vẽ, giao cho ngươi, từ ngươi tới giúp ta chế tạo sáng sinh chi trụ, nhưng, ngươi dù sao cũng là thiên tổ người đại diện, ta không tiện tìm ngươi. Cuối cùng, điều hòa phía dưới, ta tìm được Hoàng Tự Tại, hắn cùng ngươi quan hệ mật thiết, ta đem sáng sinh chi trụ bản vẽ cho hắn, lại ban cho hắn vô thượng chúc phúc, nhưng hắn trong một đêm đắc đạo, tu vi trực tiếp tiêu thăng đến thiên đế tình trạng. Ngay lúc đó Hoàng Tự Tại cũng có quan hệ với hoàn mỹ thế giới, trung cực trật tự tư tưởng, chính là khác lập thiên đạo, ý nghĩ của hắn cùng ta không mưu mà hợp, cho nên bên cạnh ngươi mặc dù có rất nhiều người, nhưng ta cuối cùng vẫn là lựa chọn hắn. Diệp Thần nhớ lại, Hoàng lão lúc trước một đêm đắc đạo, trở thành thiên đế, trực tiếp nghịch thiên cải mệnh, lại lấy được đạo tông đại chúa tể mắt xanh tăng theo cấp số cộng, trở thành đạo tông bát tổ một trong. Xét đến cùng, nguyên lai là Nam Hoa lão quân, ở sau lưng chúc phúc, giao phó Hoàng lão vô thượng thực lực. Diệp Thần đều có điểm tâm động, nói, tiền bối, ngươi thần thông thật sự là lợi hại, thế mà có thể trực tiếp cải biến người tu vi, đem người tăng lên tới thiên đế cảnh giới. Ta nghe nói, thế ngoại trụ thần đều có sửa chữa pháp tắc năng lực, có thể tùy ý sửa đổi người tu vi, nhưng ở thiên đạo thế giới giàn khung bên trong, loại năng lực này cũng có thể dùng sao? Không sợ dẫn phát thế giới sụp đổ. Diệp Thần lại có chút nghi hoặc, bởi vì hắn biết, trực tiếp sửa chữa người tu vi, tại thiên đạo thế giới giàn khung bên trong, là phi thường vô cùng nguy hiểm. Bởi vì thiên đạo có ngày đạo quy tắc, một khi tầng dưới chót quy tắc bị phá hư, liền sẽ dẫn phát không thể tưởng tượng nổi cự đại phong hiểm, thậm chí rất có thể dẫn đến toàn bộ thế giới sụp đổ cùng hủy diệt. Đến lúc đó, cái gì sáng thế chi thụ, sáng thế đạo quả, đều muốn hôi phi yên diệt. Nam Hoa lão quân nói, Hoàng Tự Tại tồn tại, tương đối đặc thù, hắn là tán thần một mạch, hắn chỗ hoàng tộc, kỳ thật tại viễn cổ thời đại, là thuần huyết cổ thần tộc, về sau huyết mạch pha loãng mới sa đọa. Nghiêm chỉnh mà nói, Hoàng Tự Tại cũng coi như con dân của ta, không phải thái sơ con dân, cho nên ta sửa đổi tu vi của hắn, mà lại chỉ nhằm vào hắn một người, cũng không có lạm dụng, nhân quả còn tại thiên đạo quy tắc trong phạm vi chịu đựng. Nhưng đương nhiên, ta xuất thủ sửa đổi tu vi cảnh giới của hắn, đại giới cũng là có, ta cuối cùng còn thừa trong mắt, trực tiếp bạo diệt, linh hồn của ta, vào lúc đó, liền trực tiếp lọt vào hủy diệt chi hải. Diệp Thần im lặng, hắn vừa mới còn muốn gọi Nam Hoa lão quân xuất thủ, sửa chữa tu vi của mình cảnh giới đâu, hiện tại xem ra là không quá thực tế. Nam Hoa lão quân híp mắt nhìn xem Diệp Thần, tiếp tục nói ra, luân hồi chi chủ, bây giờ nhục thể của ta, đã bổ sung đến sáng sinh chi trụ bên trong, trở thành sáng sinh chi trụ căn cơ. Sáng sinh chi trụ có căn cơ, chế tạo liền đơn giản nhiều, chỉ cần ngươi cùng Hoàng Tự Tại, còn có Thương Thiên Bạch Vũ, có thể tập hợp đủ 10 bộ đỉnh cấp thiên đế cường giả thi thể. Lại thêm ngươi một giọt thiên đế luân hồi máu làm dẫn, kích hoạt ta nhục thân bên trong năng lượng, sáng sinh chi trụ liền có thể sơ bộ chế tạo ra tới. Nam Hoa lão quân dù sao cũng là trụ thần, nhục thể của hắn coi như bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng còn lại năng lượng, nếu lại tạo ra một cái thiên đạo, cũng không phải việc khó gì. Dù sao, 72 trụ thần, kia là áp đảo thiên đạo vĩ đại tồn tại. Bất quá, tại thiên đạo thế giới quy tắc hạn chế dưới, Nam Hoa lão quân nhục thân năng lượng, muốn chân chính phát huy, yêu cầu kíp nổ kích hoạt. 10 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, còn có Diệp Thần thiên đế luân hồi máu, liền là tốt nhất kíp nổ. Diệp Thần trong lòng run lên, lại lâm vào trong mâu thuẫn trầm ngâm nói, tiền bối, ta cùng bây giờ thiên đạo nữ thần Yên Vũ Điệp, giao tình không cạn, nếu là giúp ngươi chế tạo sáng sinh chi trụ, Yên Vũ Điệp liền phải chết, ta không thể cô phụ nàng. Nam Hoa lão quân cười nói, người bước vào vô thời không về sau. Hoàng Tự Tại cùng Thương Thiên Bạch Vũ, cho ngươi lớn lao duy trì, đặc biệt là Thương Thiên Bạch Vũ, hắn tuần tự tổ chức đường lớn tranh phong cùng tinh không tranh bá thi đấu, cũng là vì ban thưởng ngươi cơ duyên, ngươi không nghĩ cô phụ Yên Vũ Điệp, chẳng lẽ liền muốn cô phụ bọn hắn sao? Nam Hoa lão quân sáng sinh chi trụ, chế tạo người loại trừ Hoàng lão bên ngoài, còn có đại chúa tể Thương Thiên Bạch Vũ. Mà Hoàng lão cùng Thương Thiên Bạch Vũ, cũng không có nắm chắc có thể chân chính chế tạo ra sáng sinh chi trụ. Cho nên bọn hắn lại kéo Diệp Thần vào cuộc, Diệp Thần là đệ tam chế tạo người. Nếu như không có gặp phải Mạt Lị, Diệp Thần khả năng liền tâm vô bằng vụ, chuyên tâm hỗ trợ chế tạo sáng sinh chi trụ. Nhưng cùng Mạt Lị quen biết, lại cùng thiên đạo nữ thần Yên Vũ Điệp, sinh ra đủ loại nhân quả dây dưa về sau, Diệp Thần tình cảnh đã trở nên phi thường vi diệu. Nếu như chế tạo ra sáng sinh chi trụ, thay thế thiên đạo ma phương, kia Yên Vũ Điệp hẳn phải chết. Nếu như Diệp Thần không hề làm gì,
thế tất lại cô phụ hoang lão cùng đại chúa tể, thậm chí cái sau hai người tiếp tục chế tạo sáng sinh chi trụ, cũng sẽ gây nên thiên đạo cảnh giác, đến lúc đó thiên kiếp hàng phạt, hoang lão cùng đại chúa tể, hai người đều muốn bị thiên đạo giết chết. Diệp thần cũng không muốn Yên Vũ Điệp chết đi, cũng không muốn nhìn xem hoang lão đại chúa tể vẫn lạc, tâm tình có thể nói mâu thuẫn chi cực. Thế gian an đắc song toàn pháp a, làm sao, làm sao? Diệp thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Nam Hoa lão quân khẽ vuốt cằm, nói, luân hồi chi chủ, ta cũng có thể trải nghiệm ngươi khó xử. Như vậy đi, 10 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, ta cũng không cần ngươi hỗ trợ thu sạch tập, ngươi chỉ cần lại cho chúng ta 3 bộ thi thể, đồng thời về sau tấn thăng thiên đế cảnh về sau, dâng lên một giọt thiên đế luân hồi máu, giữa chúng ta nhân quả, liền coi như thanh toán, về sau ai cũng không nợ ai. Đến mức ta cùng Yên Vũ Điệp ở giữa thiên đạo chi tranh, không cần ngươi nhúng tay, cũng không cần làm phiền ngươi, như thế nào? Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, 10 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, muốn hắn thu sạch tập, vậy dĩ nhiên là vô cùng gian nan, nhưng chỉ là 3 bộ, vậy thì đơn giản nhiều. Chỉ cần cho các ngươi 3 bộ thiên đế thi thể, còn có tương lai của ta một giọt trời đế huyết, nhân quả liền thanh toán. Diệp thần trịnh trọng dò hỏi. Nam Hoa lão quân nói, đúng vậy, ta sẽ cùng hoang tự tại, Thương Thiên Bạch Vũ nói rõ ràng, tóm lại về sau liền sẽ không lại dễ dàng làm phiền ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn hứa hẹn, về sau ta cùng Yên Vũ Điệp thiên đạo chi tranh, ngươi không thể nhúng tay, đây là ân oán giữa chúng ta, ngươi không cần thiết liên lụy tiến đến. Diệp thần trong lòng cân nhắc suy nghĩ một phen, trận này phức tạp thiên đạo chi tranh, ai đúng ai sai căn bản là không có cách nói rõ ràng, hắn ước gì thoát thân sự tình bên ngoài, hắn lập tức liền gật đầu nói ra. Tốt, quyết định như vậy đi, tiền bối, ta sẽ giúp các ngươi thu thập 3 bộ thiên đế thi thể, về sau các ngươi cái gì thiên đạo chi tranh, ta tuyệt không nhúng tay. Nam Hoa lão quân đại hỉ, nói, rất tốt, ngươi chịu đáp ứng, kia thật là quá tốt rồi. Ta lại ban thưởng ngươi một trận đại tạo hóa, giúp ngươi thức tỉnh luân hồi nguyên thể cửu thiên đồ đằng. Đến tương lai sáng sinh chi trụ chế tạo xong, chúng ta sẽ gặp lại. Chúc phúc ngươi, luân hồi chi chủ. Chỉ gặp Nam Hoa lão quân giơ cao hai tay, từ thần hồn của hắn phía trên, bắn ra vô tận quang huy, hắn lại thiêu đốt thần hồn của mình, bắn ra bàng bạc thần quang cùng năng lượng, toàn bộ quán chú đến Diệp thần trên thân. Diệp thần hai mắt bị ánh sáng óng ánh chiếu rọi chiếu lên hoàn toàn mơ hồ, trước mắt thứ gì đều không nhìn thấy, đợi đến tầm mắt dần dần rõ ràng, Diệp thần phát hiện mình đã về tới hiện thực, liền đứng tại trống trời thanh liên phía trên. Quan sát phía dưới, Diệp thần liền thấy, đạo huyền tổ sư khoảng cách thú hoàng pho tượng, chỉ có cách xa một bước, cái sau tay đã duỗi ra, muốn đi đụng vào pho tượng. Thiên Hằng giáo phái cùng sáng đạo cung đám võ giả, người người lớn tiếng khen hay gieo hò, cuồng hỉ kích động kêu gào, chỉ cho là đạo huyền tổ sư đã đắc thắng. Mà Kiếm Vũ Điện cùng Tinh Không đảo bên này, thì là ủ rũ cúi đầu bộ dáng, một mặt bất đắc dĩ, tuy nói Diệp thần mượn thanh liên chống trời mà lên, khí thế thoạt nhìn rộng rãi vô địch, nhưng việc đã đến nước này, đạo huyền tổ sư chỉ thiếu chút nữa liền có thể chiến thắng, Diệp thần bại cục đã định, còn có thể như thế nào nghịch chuyển. Diệp thần nhìn thấy chính mình sắp lạc bại, cảm thấy lại vô cùng bình tĩnh, không có một chút bối rối, ngược lại là tràn đầy tự tin. Trong tay của hắn, giấu giếm một đạo phù chiếu, kia là Nam Hoa lão quân ban cho hắn triệu hoán phù chiếu. Đan điền của hắn bên trong, lắng đọng lấy vô cùng kinh khủng năng lượng khí tức, kia là Nam Hoa lão quân thiêu đốt thần hồn của mình, mang cho hắn chúc phúc. Tại cỗ này chúc phúc năng lượng kích thích dưới, Diệp thần chỉ cảm thấy toàn thân phát sốt, luân hồi khí bành trướng. Nhục thể của hắn làn ra, hóa thành sáng chói kim sắc, toàn thân cao thấp trọn vẹn nổi lên 9 đạo đồ đằng, phong, lôi, thủy, hỏa, nham, thảo, băng, quang, ám. Đây là luân hồi nguyên thể cửu thiên đồ đằng. Giờ khắc này, Diệp thần luân hồi nguyên thể bộc phát, tại Nam Hoa lão quân chúc phúc dưới, hắn cửu thiên đồ đằng, thế mà toàn bộ đã thức tỉnh. Cửu thiên đồ đằng đều thức tỉnh, Diệp thần nhục thân liền bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi bàng bạc uy áp. Nhục thân mạnh mẽ bá đạo, phảng phất có thể trấn áp chư thiên, Diệp thần trong lòng thậm chí sinh ra một cỗ không sợ dũng khí, hắn nghĩ tới coi như thiên đạo ma phương, rơi xuống trong tay hắn, hắn dựa vào luân hồi nguyên thể hung mãnh cường đại, đều có thể một tay bóp nát. Cửu thiên đồ đằng toàn bộ triển khai, mang cho Diệp thần thuế biến, là vô cùng to lớn, hắn nhục thân bộc phát cuồn cuộn uy áp, trực tiếp liền để đến thiên địa biến sắc, phong lôi cuồn cuộn, cường hoành khí chàng nghiền ép hạ chàng. Chỉ kém cuối cùng nửa bước liền có thể đụng phải pho tượng đạo huyền tổ sư, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trừng to mắt.
Giờ khắc này, tại Diệp Thần luân hồi nguyên thể nghiền ép dưới, đạo huyền tổ sư chỉ cảm thấy chính mình cả người giống như là một viên trứng gà, bị một thanh cự chùy hung hăng đập một cái, đầu ông ông tác hưởng, cả người đều mộng, hô hấp không đến, một đầu mới ngã xuống đất, phù một tiếng, thế mà thổ huyết. Diệp Thần luân hồi nguyên thể cường đại đến nghiền ép đạo huyền tổ sư, nhường cái sau tại chỗ ngã xuống đất thổ huyết. Vừa mới còn tại hò hét reo hò sáng đạo cung, thiên hằng giáo phái các đệ tử, một nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tất cả mọi người như bị cắt vỡ yết hầu đồng dạng, tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Tổ sư, cái này, đây là có chuyện gì? Luân hồi nguyên thể, cửu thiên đồ đằng, trời ạ, áp lực thật là cường đại. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Diệp Thần thân ảnh, cửu thiên đồ đằng toàn bộ triển khai Diệp Thần, thân thể nở rộ quang mang, thực sự quá mức huy hoàng, cao cao tại thượng, như chí cao thần minh, không thể ngưỡng mộ, quả thực là vô địch đến chư thiên vạn giới, hết thảy quy tắc cũng không thể áp chế, thiên đạo tới phảng phất đều muốn bị hắn bóp nát. Cường đại như vậy khí thế, như thế vô địch uy áp, tất cả mọi người không dám tưởng tượng, thế mà lại xuất hiện trên người Diệp Thần. Dù sao Diệp Thần tu vi hiện tại, chỉ là thiên nguyên cảnh 9 tầng thôi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, chỉ là thiên nguyên cảnh 9 tầng, lại có thể bộc phát ra như thế huy hoàng vô địch khí thế. Cái này, sao lại thế? Đạo huyền tổ sư cũng sợ ngây người, gian nan ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần, thân thể lại không nhịn được run rẩy, hắn cũng vô pháp tưởng tượng, Diệp Thần khí thế sẽ trở nên cường đại như thế. Diệp Thần lạnh lùng quan sát đạo huyền tổ sư, ánh mắt tựa như đao nhọn. Đạo huyền tổ sư chỉ cảm thấy trái tim nhói nhói, nhưng cũng không chịu khuất phục, cắn răng lẩm bẩm nói. Không, ta sẽ không thua. Chàng tỷ đấu này, bên thắng là ta. Còn có nửa bước, còn kém cuối cùng nửa bước. Đạo huyền tổ sư nhìn xem gần trong gang tấc thú hoàng pho tượng kia cách hắn chỉ có nửa bước, hắn ngọ nguậy thân thể, gian nan đưa tay muốn đi sờ pho tượng. Nhưng lúc này, Diệp Thần đã từ trống trời thanh liên bên trên nhảy xuống, hắn từ chỗ cao nhảy xuống, thân thể như chim bay, xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, trực tiếp liền nhảy tới thú hoàng pho tượng đỉnh, đưa tay mò tới pho tượng đầu. Đạo huyền tổ sư ngưỡng vọng đến Diệp Thần dáng người, gặp hắn trước tự mình một bước, mò tới pho tượng, lập tức toàn thân run rẩy, đạo tâm cơ hồ sụp đổ, gương mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệch, vốn đang hướng phía trước duỗi tay, trực tiếp run rẩy dừng tại giữ không trung. Hắn thua. Thiên hằng giáo phái cùng sáng đạo cung các đệ tử, lặng ngắt như tờ. Kiếm vũ điện cùng tinh không đảo bên này, đám người sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không thể tin được, khi nhìn đến Diệp Thần vô cùng tiêu sái đứng tại thú hoàng pho tượng đỉnh, mà đạo huyền tổ sư lại giống như chó chết trên mặt đất co rút lấy, bọn hắn rốt cuộc tỉnh ngộ, là Diệp Thần thắng. Tiếp theo sát, kiếm vũ điện cùng tinh không đảo đám người, chính là bạo phát ra vô cùng kịch liệt hưng phấn tiếng hoan hô, lớn tiếng khen hay vỗ tay. Tinh Diên cùng Khương Khiếu Vân kích động đến ôm, mẹ con hai người đều là cuồng hỉ. Mẫu thân, ta đều nói, Diệp Thần nhất định sẽ thắng. Tinh Diên nói. Khương Khiếu Vân kích động gật đầu, Diệp Thần thắng, đạo huyền tổ sư lạc bại, nhìn đạo huyền tổ sư thời khắc này bộ dáng, tựa hồ liền đạo tâm đều nhanh hỏng mất. Vậy sau này sáng đạo cung cùng thiên hằng giáo phái, thế lực nhất định là đại đại suy yếu. Diệp Thần quan sát phía dưới reo hò đám người, tâm tình cũng là chập trùng ngàn vạn, cuối cùng là thắng được chàng tỷ đấu này. Hắn giờ phút này chạm đến lấy thú hoàng pho tượng, liền cảm nhận được trận trận mãnh liệt sát khí đánh thẳng tới, mà loại trừ sát khí bên ngoài, còn có thiên tổ ý chí ba động. Pho tượng này, vốn chính là thiên tổ chế tạo, đương Diệp Thần đụng vào pho tượng thời điểm, từ nơi sâu xa, cũng là cùng thiên tổ ý chí lấy được liên lạc. Hắn ánh mắt, tại thời khắc này, thấy được từng sợi thuần trắng quang huy, vô tận thuần trắng sắc trời bên trong, một đạo luân hồi bàn lơ lửng ở chân trời, mặc trường bào, mũ trùm bảo kê đầu thiên tổ, thân ảnh của hắn liền lạc ấn phía trên luân hồi bàn. Đạo thân ảnh kia, mũ trùm lộ ra cằm cùng miệng, bờ môi kia tại thời khắc này động, có chút khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Sau đó, Diệp Thần liền nghe đến thiên tổ thanh âm, từ kia luân hồi bàn bên trong truyền ra. Diệp Thần, nghĩ không ra, người thế mà nhanh như vậy, liền có thể chạm đến ta lưu tại sáng đạo nhai thánh vật, không tầm thường, không tầm thường a. Ha ha! Diệp Thần rốt cuộc lại nghe được thiên tổ thanh âm, trong lòng lập tức vô cùng mừng rỡ, nói, thiên tổ, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Thiên tổ cười nói, ngươi cũng là lợi hại, thế mà nhanh như vậy liền mở ra cửu thiên đồ đằng.
hắn gặp Diệp Thần luân hồi nguyên thể hoàn toàn thức tỉnh, cũng là có chút ngoài ý muốn. Diệp Thần nói, là Nam Hoa lão quân chúc phúc, nếu không dựa vào chính ta, Cửu Thiên Đồ đằng không có nhanh như vậy toàn bộ triển khai. Thiên Tổ, a, một tiếng, càng là ngoài ý muốn, cẩn thận suy tính một chút, mới nhìn thấy đến phía sau thiên cơ, không khỏi một trận chấn động, nói, nghĩ không ra, cái này Nam Hoa lão quân, thế mà bỏ được hao phí chính mình bản mệnh thần hồn năng lượng, ban cho ngươi chúc phúc, xem ra, hắn cũng là sợ ngươi nhúng tay thiên đạo chi tranh. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, Thiên Tổ, Nam Hoa lão quân cùng Yên Vũ Điệp thiên đạo chi tranh, ngươi thấy thế nào? Thiên Tổ nói, ta sao? Ta là một lòng muốn chết người, đã không hy vọng xa vời biến thành hết, bọn hắn tranh liền tranh đi, ta không cần thiết. Ta đối với người tâm cầm bi quan thái độ, chỉ cần lòng người còn có dục vọng tồn tại, mặc kệ là loại nào thiên đạo, cũng sẽ không hữu dụng. Chỉ cần lòng người dục vọng bất diệt, thế giới liền vĩnh viễn tràn ngập giết chóc cùng tranh đấu, hoàn mỹ thế giới căn bản không có khả năng thành lập, Thái Sơ đang đùa chúng ta. Diệp Thần nội tâm chấn động, nói, Thái Sơ, đang đùa chúng ta. Cái này, Thiên Tổ, vọng nghị Thái Sơ, không sợ cướp phạt sao? Thiên Tổ nói, ha ha, đừng hoảng hốt, ta chỉ là chỉ đùa một chút, Thái Sơ không phải chúng ta có thể ước đoán, thiên uy khó lường a. Bất quá, ta là không cần thiết, ta chỉ một lòng muốn chết, ta đã từng muốn trở thành quang, nhưng về sau phát hiện, hoàn mỹ thế giới không có khả năng thực hiện, Thái Sơ bày ra sáng thế nhiệm vụ, ai cũng không thể hoàn thành, ai cũng không có khả năng biến thành ánh sáng. Tất cả trụ thần, đều muốn vĩnh hằng tiếp nhận phần thiên đại kiếp thống khổ, không được siêu thoát, ta chỉ cầu chết một lần, thoát khỏi cái này không có tận cùng thống khổ, có thể nghỉ ngơi. Diệp Thần trầm mặc một trận, lại hỏi, Thiên Tổ, cái này phần thiên đại kiếp, đến cùng có bao nhiêu thống khổ? Thiên Tổ ngữ khí mang theo trọn kịch hước nói, người muốn biết. Diệp Thần gật đầu nói, ừm. Thiên Tổ nói, tốt, ta cho ngươi thể hội một chút. Hắn thoại âm rơi xuống. Từ kia luân hồi bàn bên trong, liền bắn ra một đạo màu đỏ ánh sáng, rơi trên người Diệp Thần. Tại xích quang rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thần lập tức liền có loại rơi vào nham tương cảm giác, toàn thân một trận nóng rực tới cực điểm đau đớn, cỗ này đau đớn là như thế bén nhọn mãnh liệt, từ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông để trong lòng chui, linh hồn cũng tại cỗ này nóng rực như cực hình trong thống khổ vặn vẹo. Diệp Thần đã chấp trưởng thiên hỏa mệnh tinh, chấp trưởng chu tước mảnh vỡ, theo lý mà nói. Hẳn là không sợ thế gian hết thảy hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, nhưng bây giờ hắn chỗ cảm thụ đến kinh dị nhiệt độ cao phòng, kia cỗ phần thiên nỗi khổ, đã vượt qua thiên hỏa mệnh tinh cùng chu tước mảnh vỡ tiếp nhận cực hạn. Hắn thiên hỏa mệnh tinh, chu tước mảnh vỡ, cùng kia phần thiên đại kiếp kinh dị nhiệt độ so sánh, liền tựa như là hai viên đom đóm, cùng trên trời mặt trời khác nhau, hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Tại cỗ này to lớn nhiệt độ cao phòng dưới, Diệp Thần cả người tại chỗ liền ngây dại. Kia là toàn thân hắn kinh mạch, đều bị liệt hỏa thiêu hủy, thần kinh đoạn tuyệt, không cảm giác được đau đớn chết lặng. Nhưng thân thể không cảm giác được đau đớn, sâu trong linh hồn phỏng nhưng không có một điểm giảm bớt, cỗ này phỏng đã không cách nào hình dung, nếu như Diệp Thần thân thể còn có thể động, hắn sẽ lập tức rút kiếm tự sát, miễn cho lại tiếp nhận cỗ này không cách nào tưởng tượng to lớn thống khổ. Hắn từ phàm nhân đi đến hôm nay, trải qua sóng gió không biết có bao nhiêu, gặp qua khốn khó tuyệt cảnh, cũng không biết nhiều ít. Nhưng hắn chưa từng có bất luận cái gì từ bỏ hoặc là tự sát ý niệm. Nhưng giờ phút này, tại phần thiên đại kiếp tra tấn dưới, Diệp Thần cái gì đều không nghĩ, hắn chỉ muốn tự sát giải quyết. Thiên Tổ lộ ra bi thương cười khổ, đem Diệp Thần trên người kiếp quang thu hồi, lại hạ xuống một đạo bạch quang chúc phúc, nhưng Diệp Thần từ phần thiên đại kiếp khổ sở bên trong chậm rãi đi tới. Như thế nào, cái này phần thiên đại kiếp thống khổ, người cảm nhận được a? Thiên Tổ hỏi. Diệp Thần mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, lòng còn sợ hãi, nói, cảm nhận được. Cái này, thống khổ này, không khỏi quá kinh khủng. Thiên Tổ thở dài một tiếng, nói, vừa mới ngươi trải nghiệm, chỉ là chân chính phần thiên đại kiếp thống khổ một phần ngàn tỷ. Diệp Thần nói, chỉ là, một phần ngàn tỷ sao? Thiên Tổ nói, nếu như ngươi có thể minh bạch, phần thiên đại kiếp đến cỡ nào thống khổ, liền biết chúng ta 72 cái trụ thần. Đến cỡ nào muốn trở thành quang, cỡ nào muốn lấy được đã vượt ra. Nhưng biến thành quang lại thật quá khó khăn, ta hiện tại chỉ muốn chết, đáng tiếc ta bây giờ còn có ba cọc nhân quả chưa hết, ta không cách nào chết đi. Cái này đệ nhất cọc nhân quả, chính là cùng đại ái thần Phong Tinh Tuyết ở giữa yêu hận, ta nhất định phải tìm tới nàng, nói với nàng tiếng xin lỗi. Năm đó ta,
vì truy cầu cường đại hơn, đạo, ta cự tuyệt nàng yêu thương, huy kiếm chạm tơ tình, ta rất thật có lỗi. Hôm nay, ta đã không cầu đường lớn, chỉ muốn chết, càng không thể nhiễm yêu thương nhân quả, ta cùng nàng đã không có nửa điểm khả năng, ta thật rất xin lỗi nàng. Diệp Thần im lặng, tình một chữ này, thực sự quá khó giải, liền thiên tổ đều là vô cùng xoắn xuýt. Thiên tổ nói tiếp, Diệp Thần, ngươi liền tiếp theo đi điều tra, tìm kiếm đại ái thần càng nhiều manh mối, ta trước mắt cũng tại bến bờ vũ trụ truy tìm tung tích của nàng, nhưng nàng tựa hồ tại trốn tránh ta, ai? Diệp Thần nói, tốt, Thiên tổ, ta sẽ hết sức. Thiên tổ nói, tốt, Ngô, đúng, ngươi cùng thiên không thú hoàng, là có cái gì ân oán? Ánh mắt của hắn như đuốc, đã từ trên thân Diệp Thần, nhìn ra điểm không tầm thường nhân quả ba động. Diệp Thần nói, đúng vậy. Lập tức liền đem mình cùng thiên không thú hoàng, đủ loại ân oán nói đơn giản một lần. Thiên tổ một tiếng cười khẽ, nói, ha ha, cái này thiên không thú hoàng, thật sự là gan to bằng trời, ngươi là ta người đại diện, hắn lại dám đến phiền nhiễu ngươi, tuy nói ta một lòng muốn chết, không nghĩ nhiễm nhân quả. Nhưng hắn kẻ dám động ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thiên không thú hoàng muốn bắt Diệp Thần đương vật chứa, cái này đã chạm phạm vào thiên tổ ranh giới cuối cùng, hắn quyết không cho phép. Diệp Thần gặp thiên tổ có giúp hắn ra mặt ý tứ, trong lòng hơi động, hỏi, thiên tổ, không biết ngươi có gì diệu pháp giải quyết. Thiên tổ trầm ngâm một hồi, nói, ta chỗ này có một bản thái sơ thần sách, ở phía trên viết xuống nguyện vọng của mình, chỉ cần không vi phạm thế giới pháp tắc. Không vi phạm thái sơ ý chí, liền có thể thực hiện. Chỉ gặp thiên tổ tế ra một quyển sách nhỏ, hiện ra ngà voi màu trắng, thật mỏng một bản, lượn lờ lấy thần quang, lộ ra huyền diệu vô thượng đạo uẩn. Cái này sách nhỏ, gọi thái sơ thần sách, cùng thái sơ có quan hệ gì, thế mà có thể khiến người ta thực hiện nguyện vọng. Diệp Thần nhìn xem kia thái sơ thần sách, cũng là cảm thấy vô cùng huyền diệu. Thiên tổ nói, cái này thái sơ thần sách, là dùng thái sơ tàn quang rèn đúc mà thành. Tại cực kỳ lâu trước kia, Thái Sơ từng tại thiên đạo thế giới bố trí xuống thần quang, từ thần quang bên trong tạo hóa ra nhân tộc, chân chính nhân tổ kỳ thật không phải Nam Hoa Lão Quân, mà là Thái Sơ. Năm đó Thái Sơ bố trí xuống thần quang thời điểm, ta hao phí cái giá cực lớn, góp nhặt một chút tàn quang, rèn đúc ra mấy món thần khí, liền Thái Sơ thần sách chính là một trong số đó, có thể thực hiện người nguyện vọng. Thiên không thú hoàng muốn lấy ngươi làm vật chứa, ha ha, vậy ta liền ưng thuận nguyện vọng. Ngươi có thể yên tâm sử dụng thập vĩ năng lượng, còn có thiên không mệnh cách lực lượng, không cần lo lắng bị thiên không thú hoàng để mắt tới, thiên không thú hoàng từ nay về sau, cũng đã không thể khóa chặt ngươi tọa độ, hắn sẽ không lại làm phiền ngươi. Chỉ gặp thiên tổ mở ra thái sơ thần sách, cắn nát đầu ngón tay của mình, phun ra ra máu tươi, lưu loát, tại thái sơ thần sách tờ thứ nhất trống không bên trên, viết xuống nguyện vọng của mình. Nguyện vọng của hắn, liền là mong ước Diệp Thần bình an không việc gì. Có thể thuận lợi chấp trưởng thập vĩ năng lượng cùng thiên không mệnh cách, cũng sẽ không bị thiên không thú hoàng để mắt tới. Nguyện vọng viết xuống về sau, thiên tổ khép lại thái sơ thần sách, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần khoanh tay tiếp nhận, tại tiếp nhận thái sơ thần sách về sau, hắn lập tức cảm thấy toàn thân như bị một cỗ vô thượng chúc phúc quang mang bao phủ, cả người nhẹ nhàng, không nói ra được dễ chịu thoải mái. Thiên tổ nói, ngươi thử một chút liên lạc thiên không thú hoàng. Nhìn xem còn có thể hay không bắt được khí tức của hắn. Diệp Thần một tiếng, liền nhắm mắt lại, dọc theo trong cơ thể vĩ thú tà khí năng lượng, muốn cùng thiên không thú hoàng lấy được câu thông. Nhưng câu thông kết quả, lại là thất bại, hắn hoàn toàn không cảm giác được thiên không thú hoàng khí tức. Thiên không thú hoàng, giống như biến mất. Diệp Thần mở to mắt, hơi kinh ngạc hướng về thiên tổ nói. Thiên tổ cười hắc hắc, nói, không phải biến mất, là nguyện vọng của ta có hiệu lực. Về sau thiên không thú hoàng, cùng ngươi chính là lẫn nhau ngăn cách, trừ phi ngươi đi đến thiên ngoại thế giới, bằng không hắn không có khả năng lại khóa chặt khí tức của ngươi, càng đừng nghĩ đoạt xá. Hắn cái gì vĩ thú năng lượng, thiên không mệnh cách, ngươi bây giờ có thể yên tâm sử dụng. Diệp Thần nói, ta còn không có cầm tới thiên không mệnh cách. Thiên tổ nói, ngươi trấn áp kia thú hoàng pho tượng tà khí, liền có thể đạt được thiên đạo chúc phúc, kế thừa thiên không mệnh cách. Ngươi luân hồi nguyên thể. Cửu thiên đồ đằng toàn bộ triển khai, nhục thân lực lượng đã vô cùng cường đại, ngươi bây giờ, đủ để nhẹ nhõm chân áp kia thú hoàng pho tượng tà khí. Diệp Thần trở nên kích động, nói, tốt. Thiên tổ nói, kia thái sơ thần sách ngươi hảo hảo cầm, cái này sách nhỏ chỉ có 5 khối, trên lý luận nói, có thể cho ngươi hứa 5 cái nguyện vọng,
ta đã vừa mới dùng một cái, còn có bốn cái nguyện vọng. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, dùng thái sơ thần sách hứa nguyện, kỳ thật cần chờ giá trao đổi, chiếm không được tiện nghi gì, tỉ như ngươi muốn một vạn lượng hoàng kim, kia nhất định phải cầm giá trị một vạn lượng hoàng kim tài nguyên đến trao đổi. Bất quá bất kể như thế nào, cái này thái sơ thần sách vẫn có chút diệu dụng, ngươi cầm chính mình chậm rãi nghiên cứu đi, về sau hẳn là có thể đến giúp ngươi một chút. Diệp thần trịnh trọng đem thái sơ thần sách cất kỹ, nói, tốt, thiên tổ, đa tạ ban thưởng bảo. Thiên tổ nói, hôm nay tới đây thôi, ta không tiện cùng ngươi trò chuyện quá nhiều, ngươi tiếp tục đi điều tra cùng đại ái thần tương quan manh mối, về sau thời cơ đã đến, chúng ta sẽ gặp lại. Diệp thần có chút không bỏ, nói, thiên tổ, ngươi muốn đi sao? Thiên tổ nói, còn có, cái kia đạo huyền tổ sư, nếu như có thể, ta nghĩ ngươi tha cho hắn nhất mệnh. Diệp thần nói, ồ, thiên tổ biểu lộ có chút phức tạp, thở dài, bất kể như thế nào, năm đó đạo huyền cùng ta luận đạo, vì ta giải hoặc, năm đó ta chém xuống tơ tình, thậm chí đều giao cho hắn giúp ta ma diệt, hắn đối với ta có ân, ta không muốn nhìn thấy hắn chết ở dưới tay của ngươi. Diệp thần lắc lắc đầu nói, đạo huyền tổ sư thực lực cường đại, ta cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Thiên tổ nói, ngươi có thể, tóm lại, ngươi nể tình ta, tốt nhất đừng giết hắn. Tuy nói hắn đem ngươi coi là tiếm chủ, nhưng trên thực tế, cũng là bởi vì trong lòng của hắn có ta, chỉ tôn kính ta tồn tại, trong mắt liền dung không được người bên ngoài, cũng là không thể quá quái lạ trách hắn. Diệp thần trầm ngâm một chút, nói, thiên tổ, ta sẽ chú ý, chỉ cần đạo huyền tổ sư, không dẫm lên ta ranh giới cuối cùng, ta sẽ không theo hắn vạch mặt. Nhưng nếu như, hắn muốn làm ra cái gì tai họa ta sự tình, ta cũng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Thiên tổ thở dài. Tốt ha, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi xem đó mà làm chính là, ta đi. Dứt lời, thiên tổ thân ảnh, liền dần dần ẩn độn xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn từ Diệp thần trong đầu biến mất. Diệp thần tinh thần hoảng hốt một chút, đầu một trận trời đất quay cuồng, đợi đến tầm mắt bình tĩnh trở lại, liền thấy chính mình còn êm đẹp đứng tại thú hoàng pho tượng đỉnh, đạo huyền tổ sư đổ vào pho tượng phía trước, thân thể còn tại co quắp, phía dưới Bắc Minh đám người nhảy cẫng hoan hô, Nam Minh bên này thì là ủ rũ. Mắt mang che lấp cùng sát khí. Diệp thần vừa mới kinh lịch hết thảy, phảng phất chỉ là một giấc mộng, nhưng hắn biết đó không phải là mộng, bởi vì thiên tổ cho thái sơ thần sách, giờ phút này liền lẳng lặng rơi vào luân hồi mộ trong đất. Diệp thần hít sâu một hơi, tâm thần bình tĩnh trở lại, nhìn chăm chú phía dưới đạo huyền tổ sư, nói, đạo huyền tổ sư, người thua, đem huyền vũ mảnh vỡ giao ra đi. Thiên tổ tự mình mở miệng, muốn Diệp thần lưu đạo huyền tổ sư nhất mệnh. Diệp thần tự nhiên cũng không muốn cùng đạo huyền tổ sư vạch mặt. Dù sao nơi này là sáng đạo cung địa bàn, nếu là thật sự vạch mặt, mặc kệ chiến đấu thành bại, Diệp thần chỉ sợ đều cần trả một cái giá thật là lớn. Tốt nhất là đạo huyền tổ sư, có thể ngoan ngoãn tuân thủ ước định, giao ra huyền vũ mảnh vỡ, vậy thì vạn sự thuận lợi. Hiện tại, Diệp thần vô cùng cần thiết huyền vũ mảnh vỡ. Bởi vì, nếu như không có huyền vũ mảnh vỡ, hắn thần giáp mệnh tinh. Đạo thống liền không cách nào bù đắp, coi như tấn thăng cửu đỉnh cảnh, đường lớn căn cơ tất nhiên bất ổn. Hắn luân hồi nguyên thể cửu thiên đồ đằng, đã hoàn toàn mở ra, giờ phút này hắn toàn thân lưu chuyển lên vô cùng minh mông bá đạo lực lượng mãnh liệt, tùy thời đều có thể đột phá bước vào cửu đỉnh cảnh, nhưng hắn áp chế gắt gao, tại cầm tới huyền vũ mảnh vỡ trước, tuyệt đối không để cho mình đột phá. Hắn nhất định phải bù đắp đường lớn, bảo đảm tu vi căn cơ đầy đủ kiên cố không thiếu sót, mới có thể an tâm đột phá. Nghe được Diệp thần, đạo huyền tổ sư thân thể run nhẹ nhẹ một chút, giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn xem cao cao tại thượng Diệp thần, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng cùng oán hận, vẻ không cam lòng, lớn tiếng kêu lên. Luân hồi chi chủ, ai nói ta thua? Trước sờ đến pho tượng người, là ta. Chỉ gặp đạo huyền tổ sư vươn tay ra, mò tới thú hoàng pho tượng. Toàn trường người lập tức rối loạn lên, chẳng ai ngờ rằng, đạo huyền tổ sư thế mà không chịu nhận thua. Diệp thần sầm mặt lại, nói, thế nào, đạo huyền tổ sư, người muốn chơi xấu. Rõ ràng là ta trước chạm đến pho tượng. Đạo huyền tổ sư nhe răng cười một chút, hỏi ngược lại, luân hồi chi chủ, chúng ta giao đấu quy củ là cái gì? Diệp thần nói, là từ pho tượng bên ngoài trăm bước bắn vọt, ai trước đụng phải pho tượng người nào thắng, ta trước ngươi một bước, ngươi bây giờ lại muốn chơi xấu. Đạo huyền tổ sư ha ha cười nói, ngươi cũng nói là bắn vọt, nhưng ngươi mới. Lại là từ trên trời nhảy xuống,
người vi quy trước đây, nói thế nào ta chơi xấu. Là ngươi thua, bên thắng là ta. Ngươi nhanh chóng đưa ngươi vũ trụ mệnh cách lột bỏ đến, ta còn có thể lễ nhượng ngươi rời đi, như thế chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Nghe đạo huyền tổ sư cái này cưỡng từ đoạt lý lời nói, Diệp Thần lập tức bó tay rồi, trong lúc nhất thời lại vẫn thật không nghĩ tới như thế nào phản bác. Thiên Hằng giáo phái cùng Sáng Đạo cung bên này các đệ tử, nghe được đạo huyền tổ sư về sau, nhao nhao lộ ra hoàn toàn tỉnh ngộ bộ dáng, hét lớn. Không sai, bên thắng là lão tổ. Luân hồi chi chủ tiểu tử này vi quy trước đây, lại chỉ trích lão tổ chơi xấu, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Xem ra đấu văn không thành, cuối cùng vẫn là muốn đấu võ a. Luân hồi chi chủ cửu thiên đồ đằng toàn bộ triển khai, khí thế rộng rãi vô địch, nhưng ở ta Sáng Đạo cung địa bàn bên trên, cũng chưa chắc có thể phách lối được lên. Mọi người nói chuyện ở giữa, nhao nhao rút ra binh khí, tế ra binh khí, toàn thân khí tức sóng chiều bành trướng, một bộ chuẩn bị thể sống chết quyết chiến bộ dáng. Bắc Minh bên này, Kiếm Vũ Điện cùng Tinh Không Đảo các cường giả, thấy tình thế không đúng, cũng là rút đao đề phòng. Tinh Diên hừ một tiếng, nhanh chân đi ra, hướng về phía đạo huyền tổ sư khinh thường nói, đạo huyền tổ sư, ngươi uổng là một đời tông sư, cuối cùng đánh không lại luân hồi chi chủ, vẫn là mặt dạn mày dày chơi xấu, xấu hổ cũng không xấu hổ. Ngươi nếu không thẹn với lương tâm, liền đối với thiên tổ thề, nói ngươi thắng được đường đường chính chính, không có chút nào chột dạ, nếu có trái lời thề, thiên lôi đánh xuống, ngươi dám sao? Đạo huyền tổ sư sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra vẻ chần chờ. Hắn một chút chần chờ, tâm tính đã bại lộ. Thiên Hằng giáo phái cùng Sáng Đạo cung hai bên đệ tử, thấy thế cũng lập tức nghẹn lời, cuồng rầm rĩ khí diễm lập tức liền lạnh đi. Đạo huyền tổ sư khuôn mặt lập tức thành màu gan heo, hắn tự biết đối lý, nào dám thề, nhưng để cho hắn cứ như vậy giao ra huyền vũ mảnh vỡ, nhưng cũng là tuyệt đối không thể. Tinh Diên nha đầu, nơi này không có người nói chuyện phần. Đạo huyền tổ sư khẽ cắn môi, hướng về phía Tinh Diên gầm thét một tiếng, sau đó quay đầu nói với Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, thôi, thôi, hôm nay giao đấu, chúng ta liền coi như là bất phân thắng bại, đánh cái ngang tay đi. Cái này huyền vũ mảnh vỡ, ta không thể cho ngươi. Ngươi vũ trụ mệnh cách, ta cũng không cưỡng đoạt, ngươi xuống núi đi, ta cùng tiễn ngươi rời đi. Trước ngươi giết Thiên Hằng chân nhân, tạo gieo hạt loại máu nghiệt, ta cũng không còn so đo, chỉ cầu ngươi về sau đừng lại bước vào Sáng Đạo nhai thế giới nửa bước. Này phương thế giới miếu nhỏ, có thể dung không dưới ngươi tôn này đại Phật. Đạo huyền tổ sư thỏa hiệp, không còn mưu cầu cướp đoạt Diệp Thần vũ trụ mệnh cách, trong mắt hắn, Diệp Thần đơn giản liền là tai tinh sát thần, hắn chỉ mong có thể đem Diệp Thần đưa tiễn, liền an tâm thuận lợi. Đến mức đấu võ quyết chiến, đạo huyền tổ sư là không dám nghĩ, giờ phút này Diệp Thần cửu thiên đồ đằng toàn bộ triển khai, uy thế qua bá đạo mãnh liệt, cường hoành khí tràng, nghiền ép đến hắn toàn thân xương cốt đều nhanh nát. Một khi chiến sự mở ra, hắn dựa vào Sáng Đạo nhai thiên thời địa mạch, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, được không bù mất. Ngang tay, người ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Diệp Thần nhịn cười không được, đạo huyền tổ sư cuối cùng quả nhiên vẫn là ăn vạ, trong mắt của hắn lướt qua một tia phong mang, cửu thiên đồ đằng khí thế nổ tung, phong lôi thủy hỏa các loại phong bạo quét sạch mà lên, chấn động toàn bộ Sáng Đạo nhai thế giới. Chúng ta tranh chấp. Đấu văn là không giải quyết được, đấu võ đi. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, thanh âm âm vang hữu lực nói, phối hợp với cửu thiên đồ đằng bạo tạc uy thế, hắn lời nói này đằng đằng sát khí, hung mãnh cuồng ngạo, chấn nhân tâm phách. Tuy nói thiên tổ nói qua, gọi hắn không nên giết đạo huyền tổ sư, nhưng đạo huyền tổ sư như vậy chống chế bộ dáng, lại là xúc phạm hắn ranh giới cuối cùng. Hắn hiện tại, cũng không phải muốn nói không phải giết người không thể. Nhưng đấu võ là tuyệt không có khả năng tránh khỏi. Nghe được, đấu võ, hai chữ, toàn trường người chấn động sợ hãi. Vô luận là Bắc Minh vẫn là Nam Minh, đối với đấu võ quyết chiến, đều không có nắm chắc tất thắng. Đạo huyền tổ sư ra mặt co rúm một chút, hắn bây giờ trạng thái có thể 10 không còn một, nói, luân hồi chi chủ, ngươi thật muốn vạch mặt. Mọi người ngang tay thôi đấu, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta đưa ngươi rời đi, há không đẹp quá thay. Diệp Thần thản nhiên nói, đừng nói nhảm, ngươi không chịu giao ra huyền vũ mảnh vỡ, vậy thì không thể trách, chỉ có thể đấu võ xem hư thực. Dừng một chút, Diệp Thần lại nói, bất quá, một khi Bắc Minh Nam Minh, hai phái đấu võ mở ra, tử thương tất nhiên thảm liệt, ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Như vậy đi,
Đạo Huyền Tổ Sư, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một quyền không lùi, cái này đấu võ coi như ngươi thắng, ta không những không muốn ngươi huyền vũ mảnh vỡ, còn có thể đem ta vũ trụ mệnh cách lột bỏ đến cấp ngươi. Nghe được Diệp Thần, Đạo Huyền Tổ Sư ngây ngẩn cả người, nhất thời không có kịp phản ứng, nói, ngươi. Ngươi nói cái gì, chỉ cần tiếp ngươi một quyền không lùi, coi như ta thắng. Diệp Thần híp mắt cười cười, gật đầu nói, chính là, ngươi có dám hay không tiếp. Thiên Hằng giáo phái cùng Sáng Đạo cung các đệ tử, nghe được Diệp Thần lời nói này về sau, lập tức một mảnh xôn xao. Luân hồi chi chủ, đừng quá cuồng vọng, tên điên cũng không dám nói ra ngươi câu nói này. Chúng ta lão tổ nhân vật bậc nào, muốn tiếp ngươi một quyền lại có gì khó. Đừng tưởng rằng ngươi đã thức tỉnh cửu thiên đồ đằng, liền có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta lão tổ thế nhưng là đỉnh cấp thiên đế. Ngươi nói đến cùng, bất quá là trung vị thần thôi. Bắc Minh bên này, Kiếm Vũ Điện cùng Tinh Không Đảo đám người, cũng là quần tình run run. Tinh Diên nói, Diệp Thần, đừng nói giỡn. Nàng tuy biết Diệp Thần thực lực cường đại, nhưng Đạo Huyền Tổ Sư cũng không phải đèn đã cạn dầu, muốn tiếp Diệp Thần một quyền đơn giản cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Khương Khiếu Vân nói, Luân Hồi Chi Chủ, người đem Đạo Huyền Tổ Sư nhìn đến quá nhỏ, hắn nhưng là ta Sáng Đạo Nhai đệ nhất thế giới cao thủ, làm sao có thể liền ngươi một quyền đều không tiếp nổi. Dù là bây giờ thương thế rất nặng, thực lực lớn lớn hạ xuống, nhưng nội tình cũng là kinh khủng bực nào. Tinh Thiên Chân Nhân nói, theo lão phu nhìn, nếu thật muốn đấu võ, liền toàn diện quyết chiến, đi lại ân oán, cũng tốt cùng nhau giải quyết. Diệp Thần đưa tay đè xuống thanh âm của mọi người, nhàn nhạt hướng về Đạo Huyền Tổ Sư nói ra, Đạo Huyền Tổ Sư, có dám hay không tiếp ta một quyền? Đạo Huyền Tổ Sư khẽ cắn môi, toàn thân nhiệt huyết phun trào, lại cảm thấy một cỗ không hiểu nhục nhã, quát, có gì không dám. Luân hồi chi chủ, người quá cuồng vọng, ta chính là cửu phẩm thiên đế, muốn tiếp ngươi một quyền, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ngươi ưng thuận như thế khinh bạc đánh cược, đến lúc đó thua, nhưng không trách được ta. Diệp Thần mỉm cười gật đầu nói, ngươi đáp ứng liền tốt, ân, ta cho ngươi thời gian một nén nhang chỉnh đốn, ngươi trước khôi phục khí tức lại nói, ta cũng phải điều tức điều tức. Vừa mới bắn vọt giao đấu, Đạo Huyền Tổ Sư bị thương nhẹ, Diệp Thần cũng không chiếm hắn tiện nghi, mà lại hắn chính mình cũng cần điều tức. Đạo Huyền Tổ Sư nhìn thấy Diệp Thần tự tin lạnh nhạt bộ dáng, nội tâm cảm thấy một cỗ bất an, suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này, còn có cái gì cường hãn át chủ bài. Hắn mặc dù đã thức tỉnh luân hồi nguyên thể, cửu thiên đồ đằng toàn bộ triển khai, vô cùng uy mãnh bá đạo, thật liều chết quyết chiến, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, nhưng nếu như chỉ là muốn ta đón hắn một quyền không lùi, lại có gì khó. Đạo Huyền Tổ Sư chỉ cho là Diệp Thần là điên rồi, loại này đánh cược, rõ ràng hắn chiếm hết tiện nghi. Hắn chỉ cần có thể đón lấy Diệp Thần một quyền không lùi, liền có thể thắng được thắng lợi cuối cùng, trong thiên hạ bây giờ không có so đây càng tiện nghi sự tình. Hắn hừ một tiếng, tuy biết chính mình chiếm loại này đại tiện nghi, thực sự làm mất thân phận, nhưng việc quan hệ huyền vũ mảnh vỡ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức liền quay đầu Sáng Đạo cung trận doanh bên trong. Ngưng thần ngồi xếp bằng, điều tức khôi phục. Cẩn thận lý do, Đạo Huyền Tổ Sư lại lấy ra thiên quang ngọc bát, không ngừng hấp thu thiên quang ngọc bát bên trong năng lượng linh khí. Cái này thiên quang ngọc bát, lúc đầu hắn dự định về sau giữ lại phi thăng trợ lực, nhưng bây giờ đối mặt Diệp Thần, hắn đã không dám có chút chủ quan, điên cuồng ép thiên quang ngọc bát năng lượng, không ngừng lớn mạnh tự thân. Diệp Thần cũng trở về đến Kiếm Vũ Điện trong trận doanh, Tinh Diên cùng Khương Khiếu Vân chờ muốn nói cái gì. Nhưng bị hắn đè xuống, hắn thản nhiên nói, trước đừng quấy rầy ta. Sau đó, Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống, cũng bắt đầu điều tức. Đám người hai mặt nhìn nhau, nội tâm tuy không so lo lắng, nhưng không thể làm gì, ai cũng không dám quấy rầy Diệp Thần. Luân hồi mộ địa chi bên trong, cửu thương cổ hoàng sợ hãi thán phục nói ra, mộ chủ, ngươi thật đúng là lớn mật a, thế mà lập xuống loại này đánh cược, ngươi có lòng tin một quyền đánh bại kia Đạo Huyền Tổ Sư. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, trực tiếp đánh bại, đương nhiên không có, ta lập đánh cược là đánh lui. Cửu thương cổ hoàng nói, nếu kia Đạo Huyền Tổ Sư toàn lực phòng thủ, người muốn một quyền đánh lui hắn, cũng không dễ dàng a. Diệp Thần nói, là không dễ dàng, cửu thương tiền bối, kia đến lúc đó còn phải ngươi trợ lực. Cửu thương cổ hoàng nói, liền xem như có ta trợ lực, cũng chưa chắc có thể một quyền thủ thắng a. Cửu thương cổ hoàng dù sao cũng là một sợi tàn hồn. Hắn cho dù toàn lực giúp đỡ Diệp Thần, cũng không dám đánh cược nói có thể một quyền chiến thắng. Diệp Thần cười cười nói,
không sao, cửu thương tiền bối, ta đã thức tỉnh luân hồi nguyên thể tất cả đồ đằng, nhục thân lực lượng cường đại trước nay chưa từng có, phối hợp ngươi cùng huyết long lực lượng, còn có Siva vô thượng tuyệt học, còn có vừa mới ta lĩnh ngộ thanh liên thần thông, ta có lòng tin một quyền đánh lui đạo huyền tổ sư. Cửu thương cổ hoàng có chút xuất thần, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn nhìn không thấu Diệp thần thực lực, hắn thở dài một tiếng nói. Tốt ha, tùy ngươi, tóm lại, ta sẽ tận ta lớn nhất có khả năng giúp ngươi. Diệp thần nói, đa tạ. Thương nghị cố định, Diệp thần liền ổn định lại tâm thần, cảm ngộ vừa mới không lâu lĩnh ngộ thanh liên thần thông. Hắn trước đây ăn thứ 5 cánh kim liên, kia kim liên ẩn chứa 9 loại thanh liên đạo tổ đại truyền thừa, đại thần thông, cũng là từng cái ở trong lòng dâng lên lên. Cái này 9 loại đại thần thông, chính là, cửu thần đạo chi huyền thủy huyễn linh quyết, cửu thần đạo chi thiên lửa tịch diệt quyết, cửu thần đạo chi tiên thảo linh uẩn quyết, thanh liên chống trời pháp chu tà áo nghĩa, quá hư long ảnh bước, quá hư ảo phân quang kiếm, long tượng thần võ công, cửu chuyển xuyên vân cánh, đoạt mệnh mất hồn đao. Diệp thần phát hiện, cái này thứ 5 cánh kim liên thần thông, so với trước mặt, có chất thuế biến, trong đó lại liên lụy tới cửu thần đạo biến hóa. Viễn cổ thời đại, chư thiên cổ thần tranh bá, cuối cùng bên thắng là cửu thần. Cửu thần ứng trời mà sinh, đầu nguồn nhưng thật ra là luân hồi nguyên thể cửu thiên đồ đằng, cửu thiên đồ đằng phi thường cường đại. Nếu như Diệp thần có thể tại viễn cổ thời đại giáng sinh, cùng mở ra cửu thiên đồ đằng, hắn liền có thể tập cửu thần vĩ lực vào một thân. Chính là bởi vì luân hồi không ra, cửu thần mới có đản sinh cơ hội. Cửu thần đại biểu 9 loại thuộc tính, phong, lôi, thủy, hỏa, nham, thảo, băng, quang, ám, kỳ thật liền là thế gian bản nguyên nhất 9 loại thuộc tính, cửu thần đều có thể nói là bản nguyên tinh khí góp lại chi thần minh. Tại cửu thần còn không có đản sinh thời điểm, thế gian đã thật nhiều cường giả, nhìn thấy thế gian bản nguyên nhất linh khí thuộc tính, đều biết nếu như có thể phá giải bản nguyên huyền bí, liền có thể chấp trưởng kia cửu thần quyền hành. Thanh liên đạo tổ có thể nói là thế gian đệ nhất cái đản sinh ra, người, hắn là nhân tổ Nam Hoa Lão Quân người đại diện, là Nam Hoa Lão Quân trước hết nhất sáng tạo ra cổ thần, hắn đối cửu thần chi đạo, tự nhiên cũng là có cực kỳ khắc sâu lĩnh ngộ. Lại thêm Nam Hoa Lão Quân âm thầm chỉ điểm, thanh liên đạo tổ đối cửu thần đạo lý giải, đối thế giới bản nguyên tạo hóa lĩnh ngộ, thậm chí vượt qua về sau cửu thần bản thân. Tại hắn 99-81 loại đại thần thông bên trong đó có hắn liên quan tới cửu thần đạo kiến giải, những này kiến giải cực kỳ thâm ảo huyền diệu, nếu có thể nắm giữ cùng cấp là trưởng khống cửu thần quyền hành, thậm chí siêu việt. Năm đó liền thanh liên đạo tổ chính mình, cũng chỉ là viết ra những này kiến giải, cũng không thể thực tế tu luyện thành công. Bởi vì tư tưởng sáng kiến là một chuyện, thực tiễn lại là một chuyện khác, biết dễ đi khó, cửu thần đạo liên quan đến thế giới bản nguyên huyền bí, cửu thần quyền hành không có tốt như vậy trưởng khống, năm đó thanh liên đạo tổ đều không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 573.